Chưa nào xong. Chào anh chị em, tôi Linh Mục Doan Bautista Nguyễn Minh Hùng, giáo xứ Thánh Tuân đây. Lại gặp lại anh chị em nha. Tối hôm qua thì tôi có quay toàn cảnh cái hang đá và trang trí Giáng sinh để anh chị em, nhất là những người mà không thể đến nhà thờ được á, chiêm ngắm hang đá và thờ phượng Chúa Hài Đồng. Thế nhưng mà về tôi xem lại thì tôi thấy là đêm hôm qua trời tối bật điện nhiều quá, chói quá, cho nên là không nhìn thấy tượng Chúa, không nhìn thấy tượng Đức Mẹ, không nhìn thấy tượng Thánh Giuse rõ. Bây giờ là ban ngày, bây giờ là trưa, giữa ban ngày như thế này thì hy vọng là mọi người sẽ nhìn thấy tượng Chúa rõ ràng hơn. Bây giờ chúng ta đến và thờ lại Chúa Hài Đồng nhé. Anh chị em nhìn tượng Chúa và chúng ta cùng thinh lặng cầu nguyện trong một giây ít giây phút chúng ta thờ lại Chúa Hài Đồng. Mời anh chị em cùng tôi cầu nguyện trước tượng Chúa Hài Đồng. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, chúng con tin Chúa hiện diện giữa chúng con. Bởi Chúa sinh ra làm người là để cho chúng con, là để cứu độ chúng con. Vì thế chúng con biết rằng Chúa yêu, cho nên Chúa đến trần thế. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng con. Xin Chúa ban ơn cho những ai đang cần đến ơn của Chúa. Xin Chúa đoái thương đến tất cả những anh chị em từng tham dự những nghi lễ, những bí tích, những hoạt động của giáo xứ Thánh Tuân, mà những anh chị em ấy do tuổi tác cao niên hoặc do bệnh đau không thể đến nhà thờ được, thì chúng con dâng lên Chúa tất cả những anh chị em ấy. Xin Chúa thương chữa lành cho tất cả. Xin Chúa thương ban ơn nâng đỡ tất cả. Anh chị em cùng với tôi đọc một kinh Lạy Cha. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện của riêng mình. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Hy vọng bây giờ ban ngày anh chị em nhìn thấy rõ tượng Chúa Hài Đồng, tượng Đức Mẹ và tượng Thánh Giuse. Và bây giờ anh chị em theo chân chúng tôi nhìn thoáng qua hình ảnh của hang đá và cái cảnh trang trí Giáng sinh ban ngày, xem nó có khác ban đêm không nhá. Mời anh chị em chúng ta cùng nhìn qua. Đây là thác nước, và ở bên dưới cái hồ mà thác nước đổ xuống á thì đã có khoảng 19-20 con cá gì đó, cá diêu hồng, khoảng 19-20 con. Chúng ta nhìn vào cái hồ thác nước đổ ra và có cá to đấy anh chị em. Rồi mời anh chị em nhìn lên trên những núi đá, những hàng cây. Đấy, núi đá nằm giữa vườn cây dầu. Nằm giữa cái vườn cây dầu này. Chúng ta nhìn xuống dưới, những anh em mà người ta làm hang đá, người ta cố tạo những hình ảnh thực, nào là con nai, bụi mía, rồi hoa cảnh, để cho thấy rằng nó thực hết sức. Đây là cái góc trái của hang đá có thác nước,
Xong rồi tới máng cỏ là chúng ta vừa mới chiêm ngắm máng cỏ chú Hài Đồng đó. Và ở phía trước máng cỏ, ở phía trước cái hang đá Đức Mẹ Thánh Giuse và chú Hài Đồng thì chúng tôi có làm cái lễ đài đêm Giáng sinh. Nếu mà trời không mưa thì sẽ dâng thánh lễ trên lễ đài này. Ở đêm Giáng sinh thì thánh lễ sẽ diễn ra khoảng 8:30. Anh chị em nếu ai muốn tham dự thánh lễ đêm Giáng sinh trực tuyến qua những kênh YouTube hay là kênh Facebook của giáo xứ Thánh Tôn đó, thì chúng ta sẽ được theo dõi từ cái khán đài ở phía trước hang đá này. Thánh lễ dân ở tại đây. Đây là mặt chính của hang đá, mặt chính của hang đá Giáng sinh. Và anh chị em thấy cái khung cảnh của nhà thờ Thánh Tôn đó, nó được cái hàng cây dầu xem ra nó khá tự nhiên. Và núi đá nằm ở giữa vườn cây, nó thu hút được nhiều người đến tham quan lắm anh chị em. Nhất là buổi tối khi mà bật đèn lên, nhiều người đã thích ta tới chụp hình lắm. Rồi, đó là chúng ta nhìn gần, chúng ta đã nhìn gần, đã quan sát gần cái hang đá. Bây giờ chúng ta nhìn toàn cảnh, xin ông Caramel đi xa một chút để cho anh chị em người ta nhìn toàn cảnh của hang đá và nhà thờ. Đây, chúng ta đang nhìn ngắm toàn cảnh một cách chung của hang đá nhà thờ Thánh Tôn. Rồi bây giờ chúng ta nhìn lại một lần nữa nha, nhìn lại một lần nữa hình tượng chú Hài Đồng rồi xin kết thúc ở đây nha. Cảm ơn anh chị em. Anh chị em đến gần hơn để chúng ta nhìn ngắm chú Hài Đồng một lần nữa nha. Xin Chúa là Đấng Emmanuel luôn ở cùng chúng ta. Xin Chúa gìn giữ tất cả anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Và anh chị em thân mến, tôi xin chào anh chị em và kết thúc clip này ở đây nha. Xin Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả mọi người. Cảm ơn anh chị em đã cùng chúng tôi tham dự vào những nghi thức của nhà thờ Thánh Tuân, và xin Chúa tiếp tục gìn giữ, cũng như rất mong anh chị em chia sẻ niềm vui Giáng sinh của giáo xứ Thánh Tuân trong sự hiệp thông với tất cả những hoạt cảnh, hay với tất cả những thánh lễ, hay với tất cả những trang trí này. Một lần nữa xin kết thúc và xin chào anh chị em.